Công bố đội hình chưa được bao lâu, nhóm nam chị đẹp Lunas đã gặp phải đối thủ đáng gờm. Dù mang giao diện á hậu nhưng giọng của nàng này lại được ví như Jisoo, Rose của Blackpink. Vừa qua, netizen được một dịp háo hức khi Lunas, nhóm nhạc bao gồm nam chị đẹp từ chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa đầu tiên, chính thức được tiết lộ, gồm các thành viên Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Khổng Tú Quỳnh, Ninh Dương Lan Ngọc và Huyền Baby. Không chịu lép vế trước nhà chị đẹp, công ty Sen Vàng, đơn vị nắm bản quyền hàng loạt cuộc thi hoa hậu uy tín tại Việt Nam, cũng nhanh chóng công bố nhóm nhạc nữ đầu tiên với tên gọi Slay Die, trực tiếp đối đầu với nhóm Lunas. Slay Die là một cách chơi chữ của hai từ Slay, một từ lóng hàm ý ai đó lộng lẫy, và Lady là quý cô. Theo thông tin từ Sen Vàng, nhóm sẽ bao gồm 4 thành viên và sẽ được ra mắt trong năm nay. Ngay lập tức những cái tên Thủy Tiên, Tiểu Vi, Hoàng Phương, Luna Kiều Loan được cộng đồng mạng réo gọi bởi ngoại hình xuất sắc cùng tài năng sân khấu cũng vô cùng đáng nể. Slay Die càng khiến khán giả phấn khích hơn khi bất ngờ công bố thành viên đầu tiên cũng là trưởng nhóm á hậu Ngọc Hằng, nghệ danh Hera, bằng cách đăng tải video cô nàng thể hiện giọng hát nội lực và đầy thu hút, chứng minh rằng nhóm nhạc Slay Die của mình cũng không phải dạng vừa đâu. Phía dưới phần bình luận, các khán giả tấm tắc khen ngợi khả năng ca hát của á hậu Việt Nam 2022 cùng phong thái biểu diễn y hệt như một idol K-pop, thậm chí cô nàng còn được ví như phiên bản hoàn hảo của thần tượng xứ Kim Chi với sự kết hợp giữa giọng hát của Rose và mái tóc đen đặc trưng của Visual, nhà Blackpink, Jisoo. Đây mới chính là giọng hát hay nhất nhà Sen Vàng, là người đa tài nhất. Sao nghe giọng na ná Rose và Jisoo, đoạn rap thì na ná Lisa luôn nha, vừa đẹp vừa cao còn học giỏi, hát hay nhảy đẹp, ăn chay, lại còn kết quắc đỉnh, tiếng Anh giỏi, cao dáng đẹp xinh. Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để đu idol rồi nên là chị hãy debut nhanh đi ạ. Bạn này đa tài quá, lúc đăng quang chưa xinh như bây giờ, nhưng tôi đã chú ý nhất top 3 rồi. Thật sự mà nói, đoạn rap đậm chất YG Entertainment và Blackpink luôn. Nhà chữ đỉnh thật là những bình luận của cư dân mạng để lại. Tối mùng 6 tháng 4 vừa qua, Ngọc Hằng đã tung sản phẩm đầu tay với nghệ danh mới. Cách đây vài ngày, cô nàng còn công bố poster chính thức và thay đổi avatar trên các nền tảng mạng xã hội. Trong MV mang tên Yếu Lòng, người đẹp sinh năm 2003 bắt tay với Ứng Duy Kiên, đạo diễn trẻ đứng sau loạt MV của nhạc Việt như Thật Bất Ngờ của Trúc Nhân, Có Ai Thương Em Như Anh của Tóc Tiên. Bài hát do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác, người được biết đến là nhạc sĩ ca sĩ, pianist kiêm nhà sản xuất âm nhạc dày dặn kinh nghiệm trong thị trường âm nhạc Việt Nam. Anh cũng chính là chủ nhân của nhiều bản hit như Kém Duyên, Ram and Need and Masiu. Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao? Lưu Hoàng, Không Yêu Cũng Chẳng Cô Đơn, Đỗ Hoàng Dương, Ngỏ Lời, Sunny Hạ Linh. Ngọc Hoàng cho biết trước khi chính thức debut, mỗi ngày cô luôn dành một khoảng thời gian để tập luyện hát, nhảy cũng như tìm tòi, học hỏi thêm về kiến thức âm nhạc. Với MV Yếu Lòng, nàng á hậu có khoảng hơn một tháng để hoàn thành từ các khâu chuẩn bị cho đến hoàn thiện sản phẩm. Sau Ngọc Hoàng, những cái tên tiếp theo cũng được cư dân mạng đồn đoán sẽ tham gia vào đội hình của Slay Die. Netizen liên tục gọi tên những nàng hậu đa tài, đặc biệt là những cô gái nổi tiếng với khả năng trình diễn hoặc từng giành giải thưởng trong mảng nghệ thuật, trong đó hoa hậu Tiểu Vi, người tạo nên Lửa Hận Thù, từng làm mưa làm gió dựa trên ca khúc Flower của cô chị cả Blackpink khi nhóm đến biểu diễn tại Việt Nam vào năm 2023. Các fan cho rằng nếu Tiểu Vi là thành viên góp mặt tiếp theo vào Slay Die, cô chắc chắn sẽ được fan gọi tên cho vị trí của Jisoo bên cạnh nàng Rose, Ngọc Hằng.